sinh cho con nhận ra Chúa nơi những con người đang khó nghèo đau khổ, nơi những con người đang không nhà không cửa. Họ giơ tay chờ con xin được chia sớm miếng cơm anh áo qua ngày, tâm thân còn cõi hao gầy mặt u buồn, đời không có ngày mai. Chúa hiện thân nơi những con người nghèo, Chúa mong tha thiết con một điều là hết tình yêu tha nhân, để con được nên sống Cha trên trời là đấng xuống thương. Lạy Chúa xin cho con một quả tim để biết yêu người đang kêu cầu than khóc, để biết thương người đang cát bụi lăn lóc, để con đưa bàn tay ân cần chăm sóc vết thương thân xác bao người, để con cũng biết học cười với con người buồn vui cõi trần gian. Chúa hiện thân nơi những con người nghèo, Chúa mong tha thiết con một điều là hết tình yêu tha nhân, để con được nên giống Cha trên trời là đấng xót cho con rộng bàn tay để đỡ nâng người đang thất vọng yếu đuối, để thắp lên bình minh nơi nào tâm tối, để con mang niềm vui nơi nào tang tóc, rắc rêu hạt giống hy vọng dẫn ai lạc bước trên đường, xóa căm thù dựng xây mái nhà tình thương. Chúa hiện thân nơi những con người nghèo, Chúa mong tha thiết con một điều là hết tình yêu tha nhân, để con được nên sống Cha trên trời là đấng xót thương. Chúa hiện thân nơi những con người nghèo, Chúa mong tha thiết con một điều là hết tình yêu tha nhân, để con được nên sống Cha trên trời là đấng xót thương.